Chi Pu quẩy tưng cùng Trương Đống Lương trong vlog mới nhất Gala Chào Xuân 2024. Trong vlog mới nhất trong show Gala Chào Xuân 2024, Chi Pu và Trương Đống Lương đã có màn quẩy tưng vui vẻ cùng nhau. Vào ngày 5 tháng 2, Trương Đống Lương đã tiết lộ nhiều hậu trường thú vị từ đêm diễn tại Gala Chào Xuân 2024. Đáng chú ý, MV cho ca khúc Cứ Chiêu Thôi được đầu tư kỹ lưỡng bởi Mango TV và trong đó một vài phân đoạn có sự xuất hiện của Chi Pu. Mặc dù đây là lần đầu họ hợp tác, nhưng họ đã tạo nên những khoảnh khắc hài hước và vui vẻ. Xuất hiện trong chương trình Mừng Năm Mới của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 3 tháng 2, Chi Pu tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào, thần thái quyến rũ bên dàn sao Hoa ngữ. Ngày 3 tháng 2, chương trình Gala Xuân Vãn của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc đã diễn ra với sự tham gia của nhiều ngôi sao của làng giải trí xứ Trung như La Vân Hy, Vương Tinh Việt, Trương Nghệ Hưng, Hứa Ngụy Châu, Đàm Tùng Vận. Chi Pu là gương mặt ngoại quốc hiếm hoi có mặt trong chương trình. Chi Pu song ca cùng nam ca sĩ trẻ Trung Quốc Trương Đống Lương ca khúc Cứ Chiêu Thôi. Giọng ca Việt ghi điểm với người hâm mộ Trung Quốc nhờ vẻ ngoài hoàn hảo, ngọt ngào. Cô lựa trang phục màu hồng trẻ trung, gương mặt trang điểm tông hồng nhẹ nhàng. Giọng ca sinh năm 1993 trình diễn tự nhiên và tương tác ăn ý cùng bạn diễn. Phần biểu diễn của Chi Pu và Trương Đống Lương được đánh giá sôi động, tươi vui, phù hợp với không khí Tết. Video ghi lại màn trình diễn của Chi Pu đã được chia sẻ lại trên mạng xã hội Weibo và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Phần lớn ý kiến đều dành sự đánh giá cao vẻ ngoài xinh xắn, thần thái biểu diễn của giọng ca Việt. Chi Pu được truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc ưu ái sau khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023. Tại chương trình, cô liên tục khiến người hâm mộ bất ngờ về khả năng vũ đạo, làm chủ sân khấu và sức sáng tạo. Kết thúc chương trình, Chi Pu về đích với hạng 6 cùng 2 giải thưởng phụ.